Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin Nhịp cầu giao thương ngày 16 tháng 10 năm 2013. Thưa quý vị, gần đây dư luận đang đặc biệt quan tâm tới nội dung mới trong dự thảo nghị định luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Tài chính về luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Đó là đề xuất đánh thuế lãi tiền gửi của doanh nghiệp. Cụ thể hơn về câu chuyện này, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước tiên, mời quý vị cùng đến với phần điểm tin chính. Diễn đàn doanh nghiệp điểm đến Việt Nam, cơ hội hợp tác của các doanh nghiệp Italia. Theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 10, Việt Nam xuất khẩu thêm hơn 110.000 tấn gạo. Tây Nguyên phấn đấu niên vụ 2013-2014 đạt sản lượng từ 1 triệu tấn cà phê nhân trở lên. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ các hoạt động hướng đến kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italia, diễn đàn doanh nghiệp hai nước với chủ đề Điểm đến Việt Nam đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. 105 doanh nghiệp Italia đã đến Việt Nam tham dự diễn đàn, gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Diễn đàn tập trung bàn thảo các cơ hội hợp tác thương mại, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ khí chế tạo. Đây là lĩnh vực thế mạnh của các doanh nghiệp Italia. Mỗi năm, Italia xuất khẩu khoảng 50 tỷ euro sản phẩm, máy móc, công nghệ thuộc lĩnh vực này. Trong khi đó, ngành cơ khí chế tạo của Việt Nam còn nhiều điểm hạn chế, nhất là trong khâu thiết kế. Chính vì vậy, việc hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước không chỉ là cơ hội cho các doanh nghiệp mà còn giúp ngành cơ khí Việt Nam phát triển nhanh chóng. Bên cạnh lĩnh vực sản xuất, phía Italia cũng rất quan tâm đến việc đào tạo nhân lực tại Việt Nam. Trước đó một ngày, Italia đã ký biên bản ghi nhớ với trường đại học Bách Khoa để hỗ trợ đào tạo nhân lực tại Việt Nam. Ngày 15 tháng 10 tại Hà Nội, Hội xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc phù hợp với vụ thị trường châu Á Thái Bình Dương, Bộ Công Thương Việt Nam tổ chức họp báo triển lãm quốc tế xe hai bánh năm 2013 tại Việt Nam. Tại buổi họp báo, ông Đào Ngọc Trương, vụ phó vụ thị trường châu Á Thái Bình Dương, Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc không ngừng tăng lên, cán cân thương mại ngày càng cân đối. Tuy nhiên, trên thị trường Việt Nam hiện nay, xe đạp cơ, xe đạp điện của các hãng Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan lại chiếm tới 80% thị phần với nhiều kiểu dáng, màu sắc đa dạng, trong khi con số này của hãng xe Việt Nam chỉ ở mức 8-9%. Chính vì thế, triển lãm quốc tế xe hai bánh năm nay được xem là cơ hội cho nhiều hãng xe Việt Nam như Thống Nhất, Delta, Hitachi, Martin 107 khẳng định và mở rộng thương hiệu. Dự kiến triển lãm sẽ thu hút khoảng 80 gian hàng trưng bày, bao gồm xe mô tô, xe đạp điện và linh phụ kiện công nghệ cao. Triển lãm quốc tế về ngành cấp nước, lọc nước và xử lý nước thải đã chính thức khai mạc sáng ngày 16 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm do Hội cấp thoát nước tổ chức với sự hỗ trợ của Bộ Xây dựng Việt Nam và mạng lưới các công ty cấp nước khu vực Đông Nam Á. Triển lãm đã thu hút hơn 270 doanh nghiệp tham dự đến từ 30 quốc gia khác nhau. Triển lãm đã giới thiệu hàng loạt sản phẩm và ý tưởng mới, bao gồm công nghệ, hệ thống, thiết bị cho quy trình lọc nước và cấp nước. Với các sản phẩm đó, triển lãm đem lại cơ hội kinh doanh, tìm kiếm đối tác cho doanh nghiệp cấp thoát nước. Song song với hoạt động triển lãm, hội thảo chuyên ngành nước Việt Nam lần thứ 5 cũng sẽ được tổ chức với chủ đề Thế giới công nghệ nước, hệ thống và quản lý. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 18 tháng 10 và dự kiến thu hút 9.000 lượt khách tham quan. Theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, trong 10 ngày đầu tháng 10, Việt Nam xuất khẩu thêm hơn 110.000 tấn gạo, đưa tổng khối lượng xuất khẩu từ đầu năm lên mức 5,3 triệu tấn. Cụ thể, từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 10, khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt trên 111.000 tấn, trị giá FOB 47,3 triệu đô la Mỹ. Trong đợt giao hàng này, gạo 4 đến 10% tấm chiếm tỷ trọng lớn nhất với khối lượng xuất khẩu đạt gần 37.000 tấn, tiếp đến là gạo 25% tấm đạt 28.000 tấn và gạo thơm các loại đạt 16.000 tấn. Châu Phi và châu Á là hai thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong giai đoạn này. Lũy kế xuất khẩu từ đầu năm đến ngày 10 tháng 10, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 5,3 triệu tấn, trị giá FOB đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ. VFA dự kiến khối lượng xuất khẩu gạo của cả nước trong quý 4 đạt 1,8 triệu tấn, đưa kế hoạch xuất khẩu cả năm 2013 lên 7 triệu tấn. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật và gửi đến quý vị trong phần tiếp theo của chương trình. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa cấp phép mở rộng dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn gần 26 triệu đô la Mỹ cho doanh nghiệp đầu tư vào khu vực công nghiệp Trà Nóc. Tính đến nay, khu công nghiệp Trà Nóc đã thu hút được 183 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 1,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 23 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 184,4 triệu đô la Mỹ, vốn giải ngân là 165 triệu đô la Mỹ. 9 tháng đầu năm 2013, tổng doanh thu của khu công nghiệp Trà Nóc đạt trên 800 triệu đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt giá trị 294 triệu đô la Mỹ.
Hiện nay với việc miễn giảm nhiều loại thuế trong thời gian từ 7 đến 13 năm, quy trình cấp phép đầu tư rút ngắn từ 60 đến 90 ngày xuống còn từ 2 đến 7 ngày đã giúp khu công nghiệp này hấp dẫn các nhà đầu tư. Đến nay, tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp này đã đạt 98%. Ban chỉ đạo Tây Nguyên cho biết, hiện nay các nông hộ, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang chuẩn bị triển khai thu hoạch cà phê từ tháng 11 tới, phấn đấu niên vụ 2013-2014 đạt sản lượng từ 1 triệu tấn cà phê nhân trở lên. Ngay trong tháng 10 này, các địa phương trong các vùng chuyên canh cây cà phê ở Tây Nguyên đã đầu tư xây dựng mới hàng trăm nghìn mét vuông sân phơi cà phê nhằm hạn chế tình trạng phơi trên nền đất gây ảnh hưởng đến chất lượng hạt cà phê. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng tiến hành sửa chữa lại các máy móc sấy khô và chế biến hạt cà phê, tu bổ lại nhà kho và mua sắm mới bao bì. Hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên có gần 551.670 ha cà phê, chủ yếu đã cho thu hoạch, trong đó Đắk Lắk là địa phương có diện tích cà phê nhiều nhất với trên 202.000 ha, diện tích cho sản phẩm 191.575 ha, sản lượng 450.000 tấn cà phê nhân. Báo cáo từ Sở Công Thương tỉnh An Giang cho thấy, xuất khẩu thủy sản 9 tháng của toàn tỉnh đạt 127.000 tấn, thu về 311 triệu đô la Mỹ, tăng 6,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2012. Trong 9 tháng đầu năm 2013, An Giang xuất khẩu thủy sản trực tiếp qua 82 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó thị trường châu Mỹ với 15 nước chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 52% tổng kim ngạch xuất khẩu trực tiếp. Thị trường châu Á với 32 nước xếp thứ hai, chiếm tỷ trọng 26% với các thị trường chính như Ả Rập Xê Út, Hồng Kông. Tiếp theo là thị trường châu Âu với 24 nước chiếm 17%. Kim ngạch còn lại thuộc về 3 nước của châu Úc và 8 nước của thị trường châu Phi. Như vậy, so với kế hoạch mà An Giang đã đề ra từ cuối năm 2012, đến nay ngành thủy sản của tỉnh đã hoàn thành 82% kế hoạch về lượng và 69% kế hoạch về giá trị. Ngay sau khi có thông tin Bộ Tài chính đưa ra dự thảo đánh thuế lãi tiền gửi của doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và nhiều cơ quan đã có những phản hồi về vấn đề này. Và đây sẽ là nội dung chúng tôi gửi đến quý vị trong phần tiếp theo của chương trình. Có nên thu thuế lãi tiền gửi của doanh nghiệp? Điều này vẫn còn gây tranh cãi, nhất là trong bối cảnh sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn. Nhìn nhận vấn đề này, các chuyên gia cho rằng cần có sự phân loại khi thu thuế lãi tiền gửi của doanh nghiệp. Thưa quý vị, gần đây dư luận đang đặc biệt quan tâm tới nội dung mới trong dự thảo nghị định luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Tài chính về luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Đó là đề xuất đánh thuế lãi tiền gửi của doanh nghiệp. Theo đó thì ngoài việc phải đóng thuế cho thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ, doanh nghiệp sẽ phải đóng thêm thuế với thu nhập từ lãi tiền gửi, bán ngoại tệ, lãi cho vay vốn dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn. Ngay sau khi có thông tin Bộ Tài chính đưa ra dự thảo nghị định có nội dung đánh thuế lãi tiền gửi của doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và nhiều cơ quan thông tin đã có những phản hồi về vấn đề này. Không ít ý kiến cho rằng đề xuất này sẽ khó nhận được sự đồng thuận từ phía doanh nghiệp bởi tiền gửi của họ hầu hết là từ lợi nhuận và đây là khoản họ đã phải đóng nhiều loại thuế trước đó, trong đó có cả thuế thu nhập doanh nghiệp. Làm đại diện một doanh nghiệp thì tôi cũng thấy cái này cũng chưa phù hợp lắm mà cũng chưa đến lúc phải đưa ra, tại vì là mình cũng phải xem xét lại xem là bây giờ cái tiền gửi đó doanh nghiệp đó là xem là các doanh nghiệp nào cần phải đánh thuế. Trên thực tế, việc thu thuế từ thu nhập lãi tiền gửi, bán ngoại tệ, lãi cho vay vốn dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn không phải là đề xuất mới đưa ra của Bộ Tài chính. Bởi lẽ, quy định này đã có từ khi luật thuế thu nhập doanh nghiệp được thông qua. Thêm vào đó, việc thu thuế này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế. Cái khoản thuế gọi chúng ta gọi là thuế thu nhập từ lãi tiền gửi hoặc là lãi đi vay vân vân thì hiện nay theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định từ khi có luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã có quy định đó thuộc là các khoản thu nhập khác và như vậy lâu nay vẫn thu các cái khoản tiền gửi của tại ngân hàng của các cái doanh nghiệp thì nó cũng phát sinh ra lãi suất và khi mà tạo ra một cái khoản thu nhập nhất định từ những khoản tiền gửi như vậy thì cái việc mà chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tôi cho rằng là hợp lý và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành của chúng ta. Lý do để Bộ Tài chính đưa ra đề xuất này là nhằm giúp cơ quan quản lý hướng dòng tiền của doanh nghiệp vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thay vì gửi tiền vào ngân hàng để kiếm lợi nhuận và góp phần thúc đẩy nguồn tiền tại một số doanh nghiệp đầu tư có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, điều này vẫn còn gây tranh cãi, nhất là để luật đi vào cuộc sống trong bối cảnh sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Không ít ý kiến cho rằng đề xuất này sẽ khó nhận được sự đồng thuận từ phía doanh nghiệp bởi tiền gửi của họ hầu hết là từ lợi nhuận
và đây là khoản họ đã phải đóng nhiều loại thuế từ trước đó. Đây cũng sẽ là nội dung tiếp theo của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cho đến nay thì vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh câu chuyện có nên đánh thuế lãi tiền gửi của doanh nghiệp hay không. Và phóng viên Nhịp Cầu Giao Thương đã tham khảo thêm ý kiến của một số chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế tài chính để quý vị có cái nhìn cụ thể hơn về vấn đề này. Có một vấn đề là trong thời hiện nay, nhiều doanh nghiệp nó đang rất khó khăn, và đặc biệt là khó khăn về vốn. Mà mình đánh thuế thì nó lại tăng chi phí cho họ lên. Và cái thứ hai nữa là cái dòng vốn này họ không chủ động được. Mà những cái yếu tố để cho họ tranh thủ thời cơ, chớp thời cơ khi không vay được vốn ngân hàng mà trong tình hiện nay thì nó chưa hợp lý lắm. Đương nhiên là cái việc mà các cái doanh nghiệp sử dụng vốn ODA hoặc là những cái doanh nghiệp sử dụng vốn lớn của nhà nước thì cái việc này lại càng làm chặt chẽ hơn, để từ đó các cái doanh nghiệp người ta phải sử dụng vốn đúng mục đích và đem lại cái hiệu quả cho nền kinh tế. Chứ không phải là cái như từ trước đến nay rất nhiều doanh nghiệp cứ gửi vào ngân hàng để lấy lãi ra và làm những cái điều khuất tất thì rõ ràng là nó không nên. Tôi cho rằng đáng phân loại hơn thì chính là việc phân biệt giữa các cái việc sử dụng vốn nói chung cũng như là cái khoản tiền gửi của ngân hàng vào ngân hàng của các cái doanh nghiệp giữa doanh nghiệp nhà nước vốn là sử dụng vốn của nhà nước với các cái doanh nghiệp bên ngoài nhà nước khi họ sử dụng vốn của bản thân họ, thì khi đó chúng ta sẽ có những cái biện pháp thích hợp hơn để mà thúc các cái doanh nghiệp nhà nước họ sử dụng cái phần vốn nhà nước có hiệu quả hơn. Thế còn đối với các phần vốn của ngoài nhà nước thì có lẽ là nên tạo điều kiện để cho bản thân các cái chủ doanh nghiệp họ có thể tìm cái điều kiện, cái môi trường để làm sao mà sử dụng vốn của họ có hiệu quả. Đây là một cái mà nó tương đối khó áp dụng trong thực tiễn, vì khi mà chúng ta thấy rằng là càng nhiều cái mức thuế thì người ta càng dễ coi như là có cái kẽ để mà nó tạo ra những cái tiêu cực. Cái thứ hai là càng nhiều các cái đối tượng được miễn giảm thì lại càng tạo ra các cái kẽ hở. Và vì thế cho nên làm nào để giảm bớt cái đó là tốt nhất. Tuy nhiên trong thời gian trước mắt thì chúng ta có thể xem xét giảm một số cái khoản thu mà có thể là đánh thuế nhẹ hơn hoặc không đánh thuế với các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói chung. Tôi có cái kiến nghị là nên phân biệt ra là cái tiền gửi vãng lai và tiền gửi không kỳ hạn. Bởi vì tiền gửi vãng lai thì cái số mà lãi mà nhận được ấy, thì nó là một cái lợi nhuận epsilon không đáng kể. Nhưng mà ngược lại, nếu mà anh đã có dư tiền ra và anh chuyển từ cái không kỳ hạn sang thành kỳ hạn thì đánh thuế. Đánh thuế trình như thế này. Để cho anh phải anh cho cái đồng tiền nó lưu thông. Đánh thì cũng được, nhưng mà để cái tình hình nó ổn định hơn, cái khả năng phục hồi sản xuất của doanh nghiệp nó tương đối là nó rõ, và cái thứ hai là cái sản xuất nó tương đối bình thường, thì cái ý nghĩa của cái việc đánh thuế này để đẩy cái vốn nó nằm đọng cho các doanh nghiệp trên tài khoản tiền gửi ra cho sản xuất kinh doanh thì nó có ý nghĩa và nó hợp với cái xu thế và nó giải quyết những vấn đề khó khăn bức xúc hiện nay của doanh nghiệp. Tổng hợp ý kiến vừa rồi của các chuyên gia về việc có nên thu thuế lãi tiền gửi của doanh nghiệp cũng đã thay cho lời chào kết của bản tin của Giao Thương ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.